mồ hôi mà tốt nhất của mình vẫn là khi mình làm dụng như lũng giấc giả đó, thì cái cơ thể mình nó có cái khuynh hướng mồ hôi. Lý do là cái mồ hôi là một cái tuyến nó giúp cho cơ thể mình thải độc qua da, đúng vậy đó. Nhưng mà đó, thông thường đó thì cái thải độc của mình đi qua đường tiểu, tức là cái thận mình nó lọc bỏ ra ngoài. Nhưng mà có một số trường hợp khác đó, là ví dụ như mình vận động cơ thể đó thì nó sẽ đổ mồ hôi tại chỗ. Thì cái mồ hôi nó nhằm hai mục đích. Thứ nhất là nó rút những một số độc tố đi ngang qua đó, thì mồ hôi mình có cái mùi hôi với chua đó. Một phần khác nữa đó là cái mồ hôi nó làm cho cái da mình nó mềm mại hơn, nó làm cho cơ thể mình thoát nhiệt. Tức là khi mình làm việc nắng nóng á, cơ thể mà nó nóng á, thì cái mồ hôi nó làm hai nhiệm vụ, vừa thải chất độc qua da mà vừa là thoát nhiệt. Tại vì khi mồ hôi nó bốc hơi nó làm mình giảm nhiệt cơ gì. Thì cái vụ chuyện mà mình detox bằng mồ hôi á, thì nó không phải là đúng lắm. Tuy nhiên á, nó có những cái mà người ta xông hơi thì thỉnh thoảng thì được. Nhưng mà nếu quý vị theo thực dưỡng thì quý vị không cần làm mấy cái này, cơ thể mình nó sạch rồi, nó rất là sạch, mà nó lại có những cái phương pháp thải độc tự nhiên của nó. Mà cái phương pháp thải độc tốt nhất của mình vẫn là qua đường tiêu hóa, do cái thức ăn của mình nó có chất xơ và nó cuốn lấy mật để mà nó đẩy ra ngoài, thì đó là cái thải độc lớn nhất và tốt nhất. Rồi kế tới là những cái chất xơ khác trong axit đó thì mình thải độc qua thận, tức là nó lọc cái nước tiểu của mình. Là thành ra nếu mà mình gọi là thải độc đúng nghĩa đó, thì cái chuyện mà thải độc qua da nó ít hơn, ngoại trừ trường hợp những người bệnh quá nặng, cơ thể quá nhiều độc tố, thì mình khuyên họ thứ nhất đó là dĩ nhiên là áp dụng thực dưỡng hiện đại của mình để thải độc qua đường tiêu hóa. Thứ nhì, mình yêu cầu họ ra biển để thải độc qua đường hơi thở, vì không khí biển rất là sạch, nó sẽ làm cho cái carbon monoxide trong máu mình, nó làm cho hắc huyết cầu mình trở thành hồng huyết cầu. Rồi mình bắt họ đi chân không trên cát để máu huyết lưu thông, thì máu huyết lưu thông nó mới tẩy sạch những cái chất dơ mà nó bị tồn đọng ở trong các nội tạng hay là trong các tế bào khắp châu thân của mình. Rồi kế tới mình mới đề nghị họ thải độc qua da bằng cách tắm cát, thì tắm cát nó rút chất độc qua da. Rồi có một cái phương pháp thải độc nữa là mình đắp khoai sọ ở trên cái những cái chỗ u, những cái chỗ bị thương á, thì nó rút cái chất độc thôi chứ nó không có rút mồ hôi, rút chất độc ngang qua lỗ chân lông. Cái đó thì rất là rõ ràng. Mà nếu gì đọc ai trong thực dưỡng mình mà đọc qua cái quyển 33 câu hỏi đáp thực dưỡng á, đều nắm bắt được những cái này, tức là mình nên thải độc bằng cách tự nhiên bằng cái phương pháp thực dưỡng của mình, chứ không phải vậy. Còn xông hơi cũng tốt, nhưng mà người thực dưỡng gần như không cần, tại cơ thể mình nó đâu có dơ để mà mình làm chuyện đó. Thỉnh thoảng mình xông hơi thì được, ngoại trừ những người bình thường họ bị bệnh đó, họ có thể đánh gió hay xông hơi, thì cái đó là một hình thức tốt để giúp cơ thể. Còn việc tẩy trắng á, sữa rửa mặt hay đắp mặt nạ thì cái đó không tốt, thì cái đó có tính cách lường gạt nhiều hơn, vì những cái đó nó gây nhiều hậu quả nữa. Có nhiều người bị hư luôn da mặt, và nhất là những cái thứ mà họ bán đó, nó không có nguồn gốc rõ ràng, nó rất là nguy hiểm. Nên dùng loại thực phẩm nào để quá trình thải độc cơ thể diễn ra tốt nhất? Thì ở trong câu số 3 và câu số 5 là những gì không nên ăn và những gì nên ăn là thực phẩm tốt nhất để mà thải độc qua cái đường tiêu hóa của mình, và đồng thời nó làm vận hành mọi cơ thể mình hết á. Mà nếu mà nói để mà thải độc á, quý vị biết mình đã từng giới thiệu rất nhiều người, đó là canh dưỡng sinh. Nó là một hình thức thải độc thần kỳ nhất, vì nó không phải thải độc nữa mà nó trung hòa chất độc tại chỗ ở trong máu của mình á. Một phần lớn là trung hòa tại chỗ, một số rất ít khác á, thì nó đi theo đường tiểu ra ngoài. Mà cái này đã được chứng minh rồi, tại vì mình đã trong thực dưỡng mình đã giới thiệu cho người thực dưỡng hiện đại sử dụng từ năm 2002 tới bây giờ, tức là nó bắt đầu nó có tới bây giờ và hiệu quả rất là cao. Mà hiện nay thì cái số người thực dưỡng mà biết sử dụng canh dưỡng sinh của mình là nhiều vô số kể, và dĩ nhiên là kèm theo đó là những cái mà tăng cường chức năng của những cơ phận, của những tế bào trong cơ thể. Thì mình có đề nghị phục hồi sinh lực, hồi sinh miễn dịch, có những cái mà rất là tốt để mà mình gọi là những cái thực phẩm tự nhiên để mà nó thải độc đó. Thì dĩ nhiên đó, muốn thải độc thì đừng nạp độc, tức là mình đừng ăn những cái thức ăn nuôi trồng bằng cái phương pháp công nghiệp hiện đại, nghĩa là họ bỏ phân bón, thuốc sát trùng, rồi những chất hóa học, rồi họ làm đủ trò đó. Thì cái đó rất là nguy hiểm, cho nên
muốn thải độc thì đừng nạp độc, tức là ăn thực phẩm hữu cơ. Tức là như vậy là nó mình không nạp độc thì cơ thể mình nó ít độc hơn để mà nó thải. Câu kế tiếp là nước mắt có tác dụng thải độc. Thực ra nước mắt nó là một cái cảm xúc tự nhiên. Cái cơ thể mình khi nó có cảm xúc thì nó chảy nước mắt. Mình vui, mình buồn, mình bị xúc động nó gì thì nó chảy nước mắt. Cái đó không phải là tác động thải độc, mà nó là cái xúc cảm tự nhiên của cơ thể mình, những cái tuyến nước mắt nó chảy ra. Tuy nhiên những cái độc tố khác á, mà ở trong mắt mình quý vị nhìn thấy là ghẹt. À, nếu quý vị ăn những thực phẩm dơ là thẳng sáng có ghẹt. À, những thực phẩm mà nó không tốt cho sức khỏe mình thì con mắt mình nó có ghẹt, nó đi ngang qua cái lỗ ghẹt đó quý vị. Nó là hình thức rõ ràng là thải độc của những cái thức ăn mà dơ trong máu mình, nó dẫn tới nó nuôi con mắt nó đi ngang đó, thì cái tuyến nó lọc ra nó đưa qua cái lỗ ghẹt của mình đó. Có ghẹt là chứng tỏ mình ăn thực phẩm không tốt đó. Cơ thể mình nó có độc tố đó. Có nên bỏ đói cơ thể để thải độc không? Cái này thì trong cuốn 33 câu hỏi đáp có, là mình thỉnh thoảng thôi, tức là lâu lâu quý vị có thể nhịn bữa cơm chiều vì lý do mình ăn trễ, hay là anh Tài cũng có hướng dẫn là có thể kết hợp nhịn ăn, nhưng mà không có nhịn dài ngày, nhịn ngắn ngày, tức là lâu lâu một lần hoặc là tối đa là một ngày cho nó quen, rồi tối đa kế tiếp là có thể 2 ngày, chứ không có làm theo cái kiểu mà nhịn một hơi nửa tháng, 1 tháng rất là nguy hiểm, mà phải học cách nhịn ăn. Còn nếu không học thì chỉ nên bỏ đói tốt nhất là một lâu lâu một buổi chiều là đủ rồi, để cho cơ thể nó nghỉ ngơi, để cho cái hệ thống tiêu hóa nó được lấy sức lại. Nó không phải là thải độc, mà cái đó là làm cho cơ thể mình nó nghỉ ngơi. Phương pháp thải độc bằng cà phê enema có thực sự tốt không? Cái này thì được giới thiệu trong những cái cuốn sách của ông bác sĩ Shinya của người Nhật đó. Thực sự đó, vì đối với thực dưỡng đó, là mình đâu có chất độc đâu để mà thải quý vị, tại cơ thể mình nó thải hết trơn rồi. Thành ra đó, cái thải độc bằng cà phê nó chỉ tốt cho những người mà họ có tính cách đoản kỵ và đừng có lạm dụng. Tại lạm dụng nó làm tổn thương hết những cái lớp da, những cái hệ thống ruột ở ở ở hậu môn mình. Tức là nó mình ăn chất độc vô rồi mình thải độc thì chi vậy? Chi bằng mình ăn thức ăn không có chất độc thì đâu có gì đâu để mà thải, mà cái cơ thể mình nó không phải đối phó với quá nhiều khó khăn. Thì như vậy đó, cái thải độc bằng cà phê đó là cái hình thức mà chỉ giải quyết là ngọn chứ không có đằng gốc. Đằng gốc là mình ăn đó, mà ăn thực phẩm thực dưỡng đâu có đồ dơ đâu để mà thải. Mà hơn nữa cơ thể mình nó biết thải một cách tự nhiên rồi, nó đâu có tồn đọng ở trong cái ruột già mình đâu. Nó chỉ tồn đọng với những người ăn quá nhiều thức ăn công nghiệp độc hại và không ăn theo thực dưỡng. Thì như tôi đã nói nhiều lần đó, tất cả những người ăn cơm trắng mà không họ không bệnh mới là lạ, còn họ bệnh là đương nhiên. Là tất cả những người cơm trắng sớm hay muộn gì thì họ cũng sẽ có 3 cao 1 thấp, tức là cao đường, cao mỡ, cao máu và thấp khớp. Trong khi mình theo thực dưỡng thì lập tức cái tiến trình nó đảo ngược, tức là nó giải quyết tất cả những cái cao từng bước một, từng bước một. Và cái chuyện mình ăn thực dưỡng, nó áp dụng theo thực dưỡng, nó cái đường ruột mình nó thải độc đầu tiên, tại vì mình nạp thức ăn vô đó mà. Cho nên mình nạp thức ăn tốt, thức ăn đúng và nó có chất xơ đầy đủ, nó thải độc. Thì cái chuyện thải độc bằng cà phê nó bằng thừa, nó gầm khó khăn tốn kém, mà nó lại có thể làm tổn thương mấy cái niêm mạc da dài trong cái hậu môn, trong cái ruột già của mình. Nó thành ra mình cái thải độc tốt nhất là mình ăn theo thực dưỡng, vì thực dưỡng nó có chất xơ là tự động nó rút cái độc tố ở trong máu mình. À, nó đi theo đường phân đi cầu ra ngoài, và người thực dưỡng nhìn phân là biết sức khỏe, tức là phân của mình màu vàng nâu đậm cái gì, còn nước tiểu mình màu vàng bia, là chứng tỏ là cái màu vàng bia của nước tiểu đó là trong đó cơ thể mình nó đầy đủ sinh tố và khoáng chất, chứ không phải là nóng như những người không hiểu biết họ nói. Còn uống nước nhiều thì nó làm cho cái nước tiểu mình nó trắng trong, là tại vì nó loãng quá và cơ thể mình nó không có đủ cái sinh tố khoáng chất thừa để nó thải, để mà nó có màu vàng bia. Cái người ăn theo thực dưỡng là phân của mình màu vàng nâu đậm và cái nước tiểu mình có màu vàng bia, dĩ nhiên là phân mình chặt và nó nổi trên mặt nước. Thành ra phương pháp thải độc cà phê nó bằng thừa đối với người thực dưỡng, nhưng mà có thể nó tốt cho người không biết thực dưỡng, mà không nên lạm dụng. Lạm dụng thì nó nguy hiểm. Ngâm bồn, massage hay các biện pháp giãn cơ có tác dụng thải độc? Cái đó không phải thải độc, mà cái đó nó thư giãn quý vị, nó làm cho cái những cái chỗ mà toàn bộ cơ thể mình á, thì cái vận hành của nó là lúc nào
những cái chỗ nào mà nhúc nhích cái tay chân cơ đó thì nó tiêu thụ cái thức ăn nhiều hơn, nó lấy oxy nhiều hơn, nó thải ra carbon nhiều hơn. Thành ra khi mà mình massage hay là mình bấm huyệt này kia thì cái cơ thể mình nó khỏe hơn, tức là những cái chỗ trì trệ nó được thông suốt, máu huyết nó lưu thông tốt. Thỉnh thoảng ngâm bồn cũng được, nhưng mà với người thực dưỡng thì không cần, tại người thực dưỡng mình đâu có kích động cái gì đâu, mình đâu có, nếu mình ăn uống đúng thì cái cơ thể mình nó sạch và mình vận động thường xuyên, bởi vì thực dưỡng đâu phải chỉ ăn và uống thôi mà mình phải vận động cơ thể nữa. Thì khi mình vận động thường xuyên thì máu huyết nó lưu thông tốt, rồi tất cả những cái hệ thống thải độc nó vận hành một cách tự nhiên. Thành ra cái chuyện mà mình giãn cơ thì nó tốt hay là massage thì nó tốt, nhưng mà đó thỉnh thoảng thôi chứ không có cần dùng nhiều, bởi vì cơ thể mình nó đâu có kích động. Những người mà họ ăn uống sai đó thì quý vị thấy họ họ phải thường xuyên hơn, là bởi vì cái độc tố nó nhiều hơn, còn người thực dưỡng thì rất là ít cho nên không có cần dùng nhiều. Con thấy bạn con đi thải độc chì qua da, điều này có thực sự tốt không? Chà, cái này thì hơi nguy hiểm, tại vì quý vị đọc báo nhiều quý vị sẽ thấy á, là tất cả đều là chiêu trò quảng cáo, là lạm dụng, vì lý do là những cái mỹ phẩm mà họ bán cho mình, họ thoa lên da mặt mình đó, là nó không có nguồn gốc rõ ràng. Có thể có những cái tạp chất mà khi nó tác động lên mồ hôi của mình và tác động với nhiệt á, nó tạo ra cái lớp đen, chứ không phải thải độc chì. À, mà cũng không có chì để mà thải độc đâu, trong cơ thể mình đâu quý vị, mình ăn thực dưỡng không có chì, không có chất dơ gì để mà thải độc. Thành ra tất cả những cái cơ sở làm đẹp mỹ phẩm nó hay thổi phồng những cái mà thực tế nó không đúng như vậy. Mà cái này ở bên Tây Y nó cũng chống quyết liệt á, nó nói là mấy ngày là mấy cái chiêu trò quảng cáo lừa dối. Và hơn nữa đó, cái chất chì trong quá khứ là rất nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng làm mỹ phẩm, cấm để làm tất cả gì đó, nó là chất độc. Và có khi họ lại pha chì trong mỹ phẩm để họ thoa lên để nó tác động trên da mình, nó tạo ra cái màu đen, cái mình tưởng đâu là họ thải độc chì. Cái này thì chúng tôi nghĩ là rất là nguy hiểm, không nên dùng. Những loại uống nước uống detox thải độc có thực sự đúng như nhiều người vẫn nói là giúp thải độc và giảm cân? Tôi nghĩ cái này cũng là cái chiêu trò quảng cáo nữa. Mình sống trong cái xã hội quý vị mà tất cả quảng cáo đều là gần như là lừa dối, gần như như vậy đó, là bởi vì người ta chỉ biết kiếm tiền thôi. Còn thực sự đó, nó thực dưỡng là ít tốn kém nhất, hiệu quả cao nhất mà dễ áp dụng nhất, người ta lại từ chối, là tại vì cái đó nó không làm ra tiền. Cái đó người ta cảm thấy nó khó khăn, là bởi vì người ta muốn cái gì làm sẵn, mà trong khi đó thực dưỡng mình phải học cái gì, mình phải tự nấu ăn, mình phải tự làm đồ ăn, mình phải tự biết mình cái tại sao cái thực dưỡng mình nó tốt như vậy. Còn người ta thì người ta quảng cáo quá độ, cái nước detox tốt nhất trên thế giới chính là canh dưỡng sinh của mình, tại vì nó đã chứng minh rồi, rất nhiều người đang nhiễm độc uống vô hết độc. Những người mà rõ ràng nhất là đang uống rượu bia, mà rượu bia nó có pH là 4 chấm, như tôi nói là 4.0, thì nó làm cho cái rượu bia dĩ nhiên vô là nó làm quá tải cho cái gan trước, tại vì cái gan nó thấy bia là nó chất độc là nó mau mau nó lọc, nó tìm cách nó lọc, rồi kế tới là nó quá tải cho thận, rồi nó làm nhiễm độc toàn cơ thể. Và dĩ nhiên cái chất bia nó làm cho cái thần kinh mình nó đê mê, nó làm cho mình sướng á, cho nên mình có cảm giác đê mê, mình khoái. Và khi mình uống rượu một lát nó bớt say, là vì cái gan nó lọc bỏ bớt, vậy là mình nạp vô nữa. Thì như vậy đó, thấy rõ ràng nhất là đang say mềm, bất kỳ lý do gì đổ gói bột canh dưỡng sinh vô miệng ngậm chút xíu là nó hết say. Và tùy theo số lượng rượu, có người uống một hai chai bia thì một một gói canh dưỡng sinh là nó hết rồi, nhưng mà có người uống hàng hàng chai rượu vang thì có khi cần hai ba gói, hoặc là họ uống cả chai whisky đó thì cần hai ba gói để mà nó làm cho họ tỉnh lại liền à. Những cái độc tố trong rượu tan hết tại chỗ, và cái người đó là không có cảm giác bị rượu nó hành hạ nữa. Có lần chúng tôi đi chung trong một cái chuyến xe của anh Trương tổ chức cho cái công ty xăng dầu á, nó đưa đi nghỉ dưỡng từ ở Cần Thơ mà đưa đi Nha Trang. Thì có cái người đó là anh Trương, là ảnh tổng đại lý xăng dầu, cho nên ảnh đem những đại lý đi nghỉ dưỡng, là dĩ nhiên là công ty của ảnh đại thọ. Thành ra có rất nhiều người, có hai người ở trên xe đó là chủ của những cái đại lý xăng dầu đó, họ uống rượu hồi đêm trước nhiều quá, uống đến độ say mềm mà cơ thể không tỉnh được, cho nên họ lên xe là họ ói, rồi họ
họ hành vất vả lắm mà họ quen rồi, họ bị hành như vậy đó, thì lập tức á, tôi nói với anh Trương là mình có canh dưỡng sinh, anh Trương cho họ ngậm vào miệng liền một gói, hai gói, ba gói tùy theo. Và vì họ uống quá nhiều hôm trước cho nên họ ngậm tới gói thứ ba, thì họ nói cái này nó thần kỳ như vậy đó, là tôi đã từng bị rượu hành hạ kinh hoàng lắm, mà tại sao cái này vô cái nó hết liền à? Nó làm cho tôi hết bị vật giả, hết khó chịu, hết tất cả ói mửa, tất cả mọi thứ độc hại trong cơ thể là nó tan hết quý vị. Mà cái này nhiều lần lắm chứ không phải như lần trước tôi có nói là về liên quan tới vấn đề mà ngộ độc thuốc Tây cũng vậy á. Họ nào giờ theo thực dưỡng tự nhiên, trời xui đất khiến, đi khám bác sĩ miễn phí, cái đi uống thuốc Tây rồi là nó nằm liền mà không thở không ra hơi, chỉ đổ gói canh dưỡng sinh vô miệng chút xíu là tỉnh lại liền. Thành ra nói là cái nước thải độc đi tóc thần kỳ, tại vì nó thải độc tại chỗ mà ai có dùng mới biết, tại vì mình nói người ta không tin, vì đâu có cái gì mà nó tốt như vậy đâu. Trên thực tế là toàn là đồ giả không à. Trên xã hội mình cái gì quảng cáo cũng là dỗm, cái gì quảng cáo cũng có cái tính cách lừa dối, hoặc là có nhưng mà rất là ít, cái tác động rất là ít, nhưng mà lại quảng cáo quá nhiều. Thành ra khi mình theo thực dưỡng mà mình có trải nghiệm rồi mình thấy nha quý vị, không trải nghiệm không thấy. Mà ai trải nghiệm rồi thì cũng biết là cái tác dụng thần kỳ của canh dưỡng sinh và những cái loại thuốc của mình. Và chúng tôi nói là đã nghiên cứu cẩn thận rồi đó, là không có một loại thuốc nào ở trên thế giới mà để giúp cho cái cơ thể mình mà nó tự chữa bệnh nó tốt bằng phục hồi sinh lực, hồi sinh miễn dịch hay là cái mãi trẻ trung, là cái AA Essential của mình đó. Vì cái này đã từng chứng minh là ví dụ như chị Hồng đã hoại tử nằm chờ chết đó, mà không uống nước được nữa mà pha cái bột của cái viên Immune Revival nhỏ vào họng là và hai hôm sau chỉ đi đứng bình thường, rồi cái vết thương hoại tử nó lành luôn, nó hết hoại tử. Tất cả những cái đó nó là bằng chứng rõ ràng mà chị Hồng hiện nay còn sống, còn ở Cần Thơ đó. Quý vị có thể liên lạc để hỏi, hay là chỉ những cái tài liệu mà chứng minh là chỉ bác sĩ chứng nhận là chỉ chờ chết á mà chỉ sống lại bằng cái phương pháp thực dưỡng của mình. Cái số của chị là 0987559512 của chị Hồng ở Cần Thơ. Cái này rõ như ban ngày gì mà rất nhiều người giống hay một người như vậy. Cái phương pháp thải độc bằng thực dưỡng của mình đó chính là ăn uống theo thực dưỡng câu số 3, câu số 5, rồi kèm theo những cái kế tiếp mà bệnh quá nặng á, thì đi ra biển để thở không khí biển để giải giải độc tất cả những cái hắc quý cầu nó thành hồng quý cầu, rồi tắm nắng, rồi đi chân không trên cát, rồi tắm cát rồi thiền, rồi ăn uống theo thực dưỡng, và những cái trợ phương của mình là canh dưỡng sinh, hồi sinh miễn dịch. Những cái thứ đó đó là những thứ mà thực dưỡng mình đã, đang và sẽ áp dụng và thành công lớn. Quý vị cứ hỏi tất cả những người nào mà từng ở bệnh nan y chờ chết đó mà qua Bác Tài sống. Bác Tài có cái danh sách khoảng 30-40 người mà họ chịu đứng ra làm chứng cho thấy rằng họ chờ chết, họ có giấy tờ đàng hoàng chứng minh từ bệnh viện của bác sĩ đủ thứ, và họ theo phương pháp thực dưỡng họ sống lại quý vị. Họ nằm chờ chết đó mà sống lại nhiều lắm, nhiều lắm chứ không phải là một người. Thành ra quý vị cứ hỏi Bác Tài, Bác Tài có một đống danh sách luôn, do trước đây do cái tờ báo Tuổi Trẻ và Đời Sống nó đăng báo và ảnh sưu tập lại rất là nhiều. Cái câu hỏi kế tiếp, hắt hơi có phải là đường thải độc qua mũi không? Con thường hay nín hắt hơi khi ở đông người được không? Thiệt ra hắt hơi nó cũng là một cái phản xạ của cơ thể quý vị. Khi mà ví dụ như mình đang ở trong cái môi trường thật nóng, nó lạnh cho mình hắt hơi, cho mình lạnh mà mình gặp nóng thì cái đó là cái dị ứng đó, cái phản xạ của cơ thể. Thành ra cái phản xạ này nó không phải là thải độc, mà là cái cơ thể mình nó đột ngột, nó bị thay đổi và nó phản ứng. Thành ra cái này nó không có thải độc gì hết trong này, nó chỉ là cái phản ứng thôi. Rồi kế tới, xì hơi đánh rắm có phải là con đường thải độc của cơ thể không? Thì quý vị thấy người miền Bắc họ đây dùng cái nè, mình có cái cơ thể mình có đại tiện là đi tiểu, có trung tiện là đánh rắm quý vị, mà tiểu tiện là đi tiểu đó. Thành ra cái đại tiện, trung tiện, tiểu tiện này nó phải vừa phải thì nó lại tốt. Mình đi cầu nhiều quá cũng không tốt, mà mình không đi cầu cũng không tốt. Thì cái đánh rắm này cũng vậy ấy. Thỉnh thoảng quý vị đánh rắm cái đó rất là bình thường, mà nhiều quá thì không tốt, mà không có thì chưa hẳn là đúng, là bởi vì quý vị thử trong thực phẩm của mình ấy, mình có một chút đậu vô là mình bị đánh rắm.
mình ăn đậu đỏ. Nhưng mà nếu mình ăn quen thì lại bị đến đám tới là cái cơ thể mình nó tạo ra cái hơi đó do những cái phản ứng hóa học ở trong đó đó, mà ít nhiều đó thì dĩ nhiên trong cái đường tiêu hóa mình có. Nhưng mà nếu quý vị đã quen rồi ăn uống thật đúng thì thường là nó có rất ít là thành ra cái xì hơi đánh rắm này nó không phải là đường thải độc mà nó là cái phản ứng hóa học ở trong cái đường ruột của mình và do cái vấn đề tiêu hóa. Thành ra cái này thì giống như tôi mới trình bày đó, nhiều quá không tốt mà gần như không có cũng không phải là đúng. Nó thỉnh thoảng nó báo hiệu cho cái tình trạng của mình là nếu quý vị ăn những cái gì có chất đậu, đặc biệt là đậu đỏ đậu đen thì nó dễ bị đánh rắm. Cái mùi á thì cái mùi càng cái đánh rắm mà mùi càng thúi thì chứng tỏ mình ăn thịt nhiều, bởi vì thịt nó phát thúi nhiều hơn là quý vị ăn rau củ. Nếu mà mình ăn thực dưỡng hiện đại của mình thì đánh rắm mình rất là bình thường, nó không có hôi thối như những người mà họ ăn thịt. Bởi vì biết có nhiều người ở đây chúng tôi thấy đó, cái bữa ăn của họ ngay cả những cái chỗ mà bán thức ăn nhanh đó, ở Úc họ tới một cái tiệm đó họ kêu nguyên con gà giò đó quý vị, ăn hết gà giò là xong bữa ăn trưa của họ rồi, uống một lon coca đó, thì cái đó rất là độc hại luôn. Và những cái trường hợp như vậy đó thì cái đánh rắm họ cái mùi rất là thối, tại vì thực phẩm của họ sai toàn là thịt, mà trong cái đường ruột của mình nó không thích nghi để tiêu hóa thịt. Như tôi có nói lần trước á, cái đường ruột của con thú ăn thịt nó ngắn bằng phân nửa đường ruột của con người, và con thú ăn cỏ nó dài gấp đôi. Mà dùng cái thước đo là cái miệng của mình tới hậu môn là một thước đó, thì cái thước đó đó nó đo cái đường ruột, cái hệ thống tiêu hóa của con người đó trung bình là khoảng chừng 6 lần, trung bình 6 lần, trong khi con thú ăn thịt nó có phân nửa, còn có phân nửa tức là gấp 3 lần thôi. Rồi trong khi con thú ăn cỏ thì có thể gần gấp đôi, có thể 10 lần, một lần, nó dài vậy đó. Thành ra cái đường ruột mình không thích nghi để mình tiêu hóa quá nhiều thịt. Tuy nhiên mình có bốn cái răng nanh, nếu mình trong cái phạm vi nào đó mình dùng những sản phẩm động vật nó có cái tỷ lệ trung bình 10% đó thì không không độc hại. Và dĩ nhiên khi mình ăn thịt thì phải có rau, tại vì thịt nó độc cái kiểu khác thì rau nó giúp trung hòa cái độc tố đó. Cho nên cái đánh rắm và cái tần suất hơi cái mùi nó là do cái họ ăn sai. Các vận động viên thể thao họ cũng đào thải độc tố hàng ngày qua da, qua tiếng mồ hôi, người tập võ cũng vậy, nhưng họ vẫn bị đột quỵ. Bác Hưng có thể giúp con giải thích vấn đề này. Đúng vậy đó, cái đột quỵ nó không phải là hình thức thải độc tốt qua cái đường mồ hôi mà hết đột quỵ. Đột quỵ nó bắt nguồn từ hai cái nguyên nhân, mà nguyên nhân chính chủ yếu đó là do cơm trắng. Dĩ nhiên cộng thêm những thức ăn khác nữa, chè, bánh ngọt và những thức ăn khác. Thì chúng tôi có cái hình mà chụp gửi cho qua cho họ Hầu đó, là cái tấm bảng được ghi là án tử hình treo á. Thì trong đó tôi có chụp cái hình ở trong cái quyển sách của một ông bác sĩ chuyên chuyên về thực dưỡng của mình. Ông chỉ ra đó là cái đứa bé mà nó sau khi thôi sữa mẹ bắt đầu mà uống sữa bò với bắt đầu ăn dặm bằng cháo trắng hay là những thức ăn cơm trắng rồi đó, thì đó lập tức nó đã bắt đầu tiến trình xơ vữa động mạch, nó đóng vô trong động mạch. Cái gì thì chúng tôi nói nhiều lần đó là gạo trắng là nguyên nhân ba cao một thấp là vậy đó. Nó đóng vô mỡ, nó đóng, nó dày lên từ từ, nó đóng càng lúc càng nhiều. Thì khi nó 10 tuổi, mới vừa 5 tuổi cho tới 10 tuổi là nó đã đóng hơn 10% rồi, cho tới thiếu niên gần 20 tuổi là đóng 20% rồi, thành người lớn là đóng 40%, của người đóng tới 60%. Thì vận động viên cũng vậy thôi, tại vì họ dùng đạm quá nhiều, nhất là họ mua những cái loại đạm mà làm sẵn đó, cô đọng lại đó, thành ra họ rất là dễ bị đóng mỡ ở trong cái động mạch, tức là cái động mạch họ bị xơ vữa đó, nó hẹp hẹp lại. Thì có nhiều người động mạch còn có 20% thôi, nhưng mà nếu cái thận họ còn tốt á thì họ chưa bị cao áp huyết, đến khi cái thận họ yếu thì họ bị cao áp huyết, tức là cái thận nó có điều chỉnh áp huyết đó. Thành ra khi mà cái người đột quỵ đó là cái người ăn cơm trắng và sống cái lối thường, cho dù họ là vận động viên thể hình thì họ vẫn chết như thường, họ vẫn bị đột quỵ. Thành ra cái thải độc qua cái tuyến mồ hôi hay là tiêu hóa cái thức ăn mình qua cái hình thức vận động tập võ hay là tập thể hình nó không đủ để nó làm sạch xơ vữa động mạch. Muốn làm sạch xơ vữa động mạch thì bên mình chỉ có cách, thứ nhất là ăn theo thực dưỡng hiện đại, thứ nhì tăng cái
tăng tốc để mà thải để mà làm sạch cái xơ giữa động mạch đó, thì mình có natto và mình có cái viên KDOZ thì nó làm sạch. Mình có cái viên colesau nữa, nó làm sạch những cái mỡ đóng ở trong động mạch, mỡ đóng trong nội tạng và mỡ đóng dưới da. Thì cái đó là cái phương pháp thực dưỡng của mình, và nó cái tiến trình này nó rất là tự nhiên. Thành ra cái người mà không theo thực dưỡng đó, thì cái chuyện mà họ chết đó, vì đột quỵ hay vì ung thư nó chỉ là vấn đề thôi. Nghĩa là có người đó không đột quỵ thì cũng ung thư chết, có người chưa kịp ung thư thì đột quỵ chết. Mà cái chuyện đột quỵ là ngày hôm nay đó, những cái thống kê cho mình thấy hai cái bệnh đó là nó chiếm gần như là 80-90% trong cuộc sống của mình rồi. Hai cái bệnh mà ung thư với đột quỵ. Đột quỵ thì có thể là máu nhồi cơ tim, mà có thể là tai biến, mà cái nào cũng chết hết á. Mà cái nào mà trong đó thực dưỡng của mình đó, giúp cơ thể mình nó tự chữa lành rất là dễ dàng. Nhưng mà mình nói người ta không nghe, người ta không tin và người ta không hiểu, tại người ta không có học, người ta không có tìm hiểu và người ta không trải nghiệm. Vì mình trải nghiệm mình sẽ thấy cái thực dưỡng nó tốt như thế nào khi mình bắt đầu mình áp dụng. Còn người ta không trải nghiệm thì người ta không tin và người ta cũng không theo. Ăn gạo lứt thường có hay bị táo bón như phân dê là cơ thể bị bệnh gì? Thực ra đó thì cái táo bón nó khác với cái phân chặt. Mình ăn thực dưỡng thì phân mình nó chặt là vì lý do những cái thức ăn của mình nó có rất nhiều những cái vi sinh tốt cho đường ruột, mà vi sinh tốt đường ruột thì nó nhiều nhất ở ruột già. Cho nên cái phân của mình đó, những cái chất nước đó, cái ruột già đó, trong cái vi sinh nó ăn hết đi, nó ăn hết những cái chất dơ, những chất này, và nó hợp tác với cơ thể mình, nó tạo ra một số sinh tố khoáng chất khác và nó thẩm thấu ngang qua cái thành ruột già. Cho nên cái phân mình nó khô chứ nó chặt lại, chứ nó không phải là phân nhão như những người mà không ăn theo thực dưỡng. Thành ra cái phân chặt nó khác như bón. Bón có nghĩa là 2-3 ngày không đi cầu. Còn phân chặt đó, có nghĩa là cái đường ruột nó tốt, nhất là cái hậu môn. Thành ra đó mình phải đổi cái tư thế ngồi đi cầu để mà mình dễ đi cầu. Tức là quý vị nhìn thấy những con thú quang á, hay là những con thú bình thường như mèo chó, khi nó đi cầu nó đứng bốn chân nhưng mà nó co hai cái chân sau lại, gần giống như mình ngồi chồm hổm đó quý vị. Thành ra cái tư thế đi cầu ngồi chồm hổm rất là tốt. Tôi có cái bài viết nói về chuyện này mà có gửi qua cho anh Hậu á, thì anh em nào đó nhờ anh Hậu anh truyền lại cho quý vị nha. Thành ra khi mình ăn đúng á, phân mình nó chặt và nó nổi, và không phải là bón là không đi cầu. Còn phân chặt mà mình đi cầu thường xuyên thì không phải là bón. Và luôn luôn cái người mà ăn đúng thì cái phân nó chặt và nó nổi. Dĩ nhiên là mình phải đổi tư thế đi cầu thì mình mới đi cầu dễ dàng, còn bằng không thì mình cảm thấy nó hơi khó đi cầu. Rồi. Thì không phải, nhưng mà nhớ một điều nữa là mình ăn dưỡng đó, thì mình không phải mình ăn gạo lứt không nha quý vị. Mình ăn rau, ăn củ đậu, rong biển. Cái thức ăn đa dạng đó, nó làm cho cái đường ruột của mình nó nhu động tốt hơn. Còn mình chỉ ăn chỉ một loại duy nhất là gạo lứt của mẹ thì nó nguy hiểm. Cái này nó khác. Cho nên cái chuyện mà mình bị táo bón thì không phải của mình, chỉ là phân chặt thôi, chứ không phải là táo bón. Mà phân chặt là tốt, là do cái vi sinh đường ruột ở trong ruột già đó, nó hợp tác với mình, nó tiêu hóa thêm thức ăn và nó tạo ra những dưỡng chất tốt cho mình. Và nó không có gây thành những cái polyp hay là những gây thành độc hại ở trong cơ thể mình. Nó chỉ là phân chặt thôi, chứ nó không phải là bón. Sau khi áp dụng thì cơ thể mình sẽ thải độc. Bác Hương cho con hỏi một số biểu hiện để nhận biết mình cơ thể mình thải độc đúng. Cơ thể mình thải độc đúng tức là phân màu vàng nâu đậm mà nổi, và nước tiểu mình có màu vàng bia là mình đã áp dụng đúng. Nhưng mà cũng nhớ cho là những người bệnh quá nặng thì cần ra biển để thải độc ở trong máu huyết mình, do cái hồng huyết cầu mình nó bị nhiễm cái carbon monoxide ở thành phố á, nó trở thành hắc huyết cầu và nó vô dụng. Thành ra nếu mà quý vị nào mà bệnh nặng quá là cần thải độc toàn diện á, là phải ra biển, rồi phải tắm nắng, rồi phải thở không khí biển 24 giờ một ngày, phải đi chân không trên cát và phải tắm cát. Đó là những trường hợp quá nặng. Còn bình thường á thì mình chỉ cần thay đổi thức ăn từ cơm trắng thành cơm lứt cho nó quen, rồi sau đó mình giảm thịt tăng rau. Nếu mà làm được sớm thì càng tốt, hoặc là những người bệnh nặng quá thì cần phải áp dụng ngay. Thì trong cái thức ăn của mình, nhìn ở trong cuốn 33 câu hỏi đáp thực dưỡng đó,
cái tỷ lệ phần trăm á, là gạo lứt mình nên chiếm trong vòng 50% thôi, phần còn lại là các loại rau củ đậu rong biển và chút ít cá tép con. Mình có thể ăn qua quả đúng mùa nhưng mà phải biết cách ăn, tức là cái lượng nhỏ thôi, và ăn trước khi ăn, và cái hoa quả phải rửa sạch và tránh những cái hoa quả mà nó quá quá âm, ví dụ như dừa nè, nước dừa nữa, nước cốt dừa là nó quá âm, hoặc là sầu riêng, mít, xoài là những thứ mà nó quá độc hại đó, thì mình ăn cái lượng rất nhỏ, nên ăn những thức ăn tốt, và nhất là cái hoa quả của vùng ôn đới đó, ví dụ như strawberry nè, rồi blueberry, blackberry, những cái loại mà như trái táo, trái lê, nectarine là những thứ mà nó tương đối tốt, và mình ăn cái lượng nhỏ, và ăn trước khi ăn hoặc sau khi ăn chừng nửa tiếng, rửa sạch, và dĩ nhiên có chút muối để nó trung hòa cái chất chua trong đó gì thì cái đó cái cơ thể mình nó tốt, khi đó là cái cách thải độc tốt nhất. Cho hỏi canh nhân sương pha với nước sôi uống tốt hay là ngậm bột tốt hơn, thực ra cái này là tùy cái mỗi ngày đó, thì mình nên uống buổi sáng với buổi chiều một lần gói là đủ rồi, lúc đó thì mình pha với 100 phân khối nước sôi trở lại và mình uống nó để nguội đi, tức là để cho nó bớt nóng, mà mình còn chấp nhận cái hơi nóng được, nước nóng được, thì mình uống trước khi ăn từ 15 tới 20 phút để nó đi vào máu trước và nó làm sạch ở trong máu. Còn cái ngậm á, là trong trường hợp sau khi ăn mà mình thấy thức ăn của mình nó khó tiêu, mình thấy thức ăn mình nó có cái gì đó khó chịu, hoặc là những thức ăn không tốt á, thì mình, hoặc là có những người đau bao tử thấy nó đau nó loét á, thì ngậm bột, hoặc là những người uống bia ngậm bột thì nó hay hơn, tại vì nó sẽ thẩm thấu một một ít qua lưỡi, một ít nó thẩm thấu qua bao tử, và sau cùng nó vào ruột thì nó thẩm thấu vào máu, cho nên cái ngậm nó tốt cho những người ví dụ như là sau khi ăn mà thấy khó chịu hoặc đau bao tử, hoặc là những người uống uống rượu quá nhiều thì ngậm nó tốt, còn người cái người bình thường á thì uống nước nó tốt hơn. Tuy nhiên có những trường hợp mà mình không có điều kiện để mình pha thì mình vẫn ngậm được tốt như thường. Sắn dây có khả năng thải độc tốt đúng không á? Thực ra sắn dây thì nó tốt cho đường ruột, nó dùng rất là tốt, nó làm cơ thể mình nó tốt toàn diện, nhưng mà không được lạm dụng, vì có rất nhiều người họ lạm dụng quá đáng á, tức là họ quậy một ly cối rất là lớn để ăn thì không nên. Ở đây á, mà dùng tốt nhất để mà chuẩn bị vô cái đường ruột mình nó hấp thu thức ăn tốt á, thì chúng tôi ở đây pha là cái ly cà phê nhỏ đó, ở đây chúng tôi dùng chừng nửa muỗng canh hay một muỗng canh nước ấm, rồi một muỗng cà phê lưng chứ không có dung đầy, một sáng dây muỗng cà phê lưng á, bỏ vào thì nó hơi sệt sệt thôi, thì quậy cho nó tan, cái đổ nước sôi vô thì hơn nửa ly là nó bắt đầu, nó chữ nửa ly nước là nó bắt đầu nó trong lại, nó sệt lại, thì cái đó đó mình thấy nó hơi sền sệt thôi chứ không phải lạm dụng thì nó tốt. Còn dĩ nhiên là có những người họ chỉ là trùm mền rồi làm đủ trò mà phải ăn cái này cái kia, thì chúng tôi thấy họ hơi 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 dễ dời quá đáng á, tại vì cái đó nó tốt là với điều kiện là mình chuẩn bị mỗi ngày cho cái đường ruột mình tốt và dùng cái lượng nhỏ, trong lượng lớn ngoại trừ khi mình bị tiêu chảy thì mình dùng cái lượng lớn hơn để mà nó làm tốt cái đường ruột mình đang bị tiêu chảy, những người bị bệnh đó, còn bình thường thì mình dùng cái lượng rất là nhỏ. Thì thực ra đó, nếu mà quý vị đọc kỹ và làm theo cái cuốn 33 câu hỏi đáp thực dưỡng thì trong đó gần như là nó có gần đủ hết những vấn đề mà những người thực dưỡng mới đến cần hiểu biết. Và nếu mà muốn sâu hơn thì cái cuốn mà của bác Tài á, cái cuốn rút ra cái cuốn đó đó để coi, cốt tủy thực dưỡng, thì cái cuốn đó nó đầy đủ hơn, quý vị đọc cái cuốn đó thì nó đầy đủ, tại vì cuốn 33 câu hỏi nó thúc lại nhỏ, nó ngắn, nó gọn hơn á. Thì thực dưỡng á, nó không có cái gì là ghê gớm hết, nó chẳng qua là mình biết cách áp dụng đúng cái phương cách sống, thì trong đó có thức ăn. Thức ăn thì mình kể cả hơi thở, nước uống, và cái thứ nhì là vận động cơ thể, và thứ ba là cái tâm trí bình an. Thì tâm trí bình an thì qua thiền cầu nguyện hoặc tập tĩnh tâm có định hướng. Dĩ nhiên có nhiều người họ biết cách châm cứu để họ tạo một cái giấc ngủ tốt hay họ tạo cái tâm trí bình an, thì cái đó cũng là cái hay. Và cái châm cứu ngày hôm nay thì nó không giống như hồi xưa mà mình phải dùng những cái kim rồi đâm qua da nó đau hay là nó nhiễm trùng,
và tìm cái quyệt rất là khó để mà đâm nó trúng. Ngày hôm nay đã dùng những cái hệ thống mà châm cứu bằng cái pin nó quay điện tử á, tức là mình rà nó trúng cái quyệt á là nó kêu lên hoặc là nó tê dữ dội, mà cái đó nó không có lũng da, và cái đó rất là tốt, mà tôi có gửi về nhiều lần cho nhiều cái cơ sở thực dưỡng khác nhau nhưng mà tại người ta không biết cách dùng. Tôi thì thường hay gửi thêm cái cuốn giấy giới thiệu của nó và của một cái cuốn khác nó nói về những cái quyệt chủ yếu á. À, lần sau nếu tôi gửi đồ cho Hậu, tôi sẽ gửi biếu một số về bệnh cho mấy anh em thử. Nó rất là tốt nếu mình biết cách dùng, và nó rất là dễ áp dụng và áp dụng hiệu quả. Tại vì cái đó nó trong cái lúc mà mình làm đúng á, thì nó khi mình tìm quyệt mình có thể rà ở trên da mình, nó sẽ đúng quyệt, và những cái nào nó giảm đau, cái nào nó giúp cho cái cơ thể mình nó hồi phục sớm, hay là nó tăng cường sức sống rồi, nó có hết. Giải quyết những cái người bị nghiện, làm giảm nghiện, những người giải quyết vấn đề giảm cân, rồi giải quyết cái vấn đề mất ngủ, rất là hay quý vị. Thì lần sau để tôi gửi đồ cho họ, tôi sẽ gửi một số về tặng cho anh em, đó rất là tốt. Tôi sẽ gửi kèm theo những cái cuốn sử dụng nữa. Dĩ nhiên có nhiều người họ biết nhiều cái phương pháp khác nhau, nhưng mà tựu trung á, thì thực dưỡng nó rất là đơn giản, tức là mình ăn uống đúng, mình thở không khí đúng, thì cái cơ thể mình nó sẽ vận hành đúng. Và dĩ nhiên mình biết tránh xa những cái gì mà mình ăn không cần thiết, ví dụ như là những cái tia tử ngoại, những cái làn sóng độc hại của hệ thống truyền thanh, truyền hình, của hệ thống điện thoại của mình, hay là những cái phóng xạ mà của X-ray, hay những MRI, là những cái hệ thống mà rà soát của bên Tây y rất là độc hại quý vị. Mấy cái máy mà tầm soát rất là nguy hiểm, vì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ung thư, thành ra mình phải biết tránh những cái đó nữa. Rồi quý vị thấy cái khôi hài nhất ngày hôm nay nè, mình mà theo thực dưỡng mà có trải nghiệm, mình biết nó rất là đơn giản, mình không thể nhiễm, rất là khó nhiễm bệnh, mà khi mình nhiễm bệnh thì cơ thể mình nó tự chữa rất là dễ dàng, và mình biết những cái đó nó tiến hành ra làm sao. Trong khi đó cả thế giới người ta đảo điên vì Covid, mà ở nào đâu cũng là lockdown, ở đâu cũng là cấm vận, ở đâu cũng là cấm, nhưng mà đâu có cần quý vị. Người thực dưỡng mình đâu có nhiễm bệnh đâu, mà lỡ mình có nhiễm á, thì canh dưỡng sinh mình nó giải trừ mấy cái loại vi khuẩn này rất là dễ dàng, mấy con siêu vi này rất dễ dàng. Tôi có nói cái bài viết về tôi bị nhiễm COVID-19 hồi 30 tháng 7 năm 2020 á, thì những anh em thực dưỡng nào có đọc được thấy nó rất là dễ dàng, ngay cả mình bị nhiễm thiệt á rất là dễ dàng, mặc dù con vi khuẩn này nó rất là mạnh, rất là độc hại, nó tấn công mình rất là dữ dội, bởi vì bằng cớ là tôi không có bị cảm và không có bị đau họng hơn 30 năm tại Úc, mà kỳ đó tôi bị cảm, bị đau họng luôn, và nó làm ngộp thở luôn quý vị, khạc ra đàm là cái đêm đó nó hành dữ dội. Nhưng mà đó tôi đối phó nó bằng có 6 canh dưỡng sinh với là khoa điện có 3 lần thôi, là tảng sáng làm sao nó đã khỏi bệnh rồi, rồi kế đó mình tắm nắng thêm là nó khỏi bệnh luôn. Mà cái rõ ràng nhất là trong nhà tôi 2 người, thì ngay tôi với bà xã, thì ngay khi tôi biết tôi nhiễm bệnh đó là tôi yêu cầu bà xã tôi tăng cái lượng canh dưỡng sinh lên liền, y như tôi cái đêm tối trước khi ăn cơm chiều mà ăn rất nhẹ đó, là tôi kêu bà uống 3 gói như tôi vậy, tôi cũng 3 gói. Thì tối đó bà không có uống thêm, nhưng mà ngày hôm sau đó, sau khi tôi khỏi bệnh, thì tôi uống cũng 10 gói một ngày để cho nó chắc ăn đó. Thì bà xã tôi bà uống cũng vậy đó, thì chiều hôm sau bà bị nhiễm. Tại vì bà bị nhiễm nhưng mà bà nhiễm chậm hơn tôi, cho nên cái cơ thể bà có sẵn một đống canh dưỡng sinh giải độc sẵn trong máu thường xuyên đó, cho nên ngày hôm sau bà bị nhiễm thì những cái dấu hiệu cảm nhiễm của bà có 10% so với tôi mà thôi, dấu hiệu rất là nhẹ, và cũng vậy sáng hôm sau bà không cần làm gì hết là nó cũng khỏi, là tại cơ thể nó đã có sẵn một đống canh dưỡng sinh ở trong máu rồi. Mà cái này nó rõ như ban ngày, bởi vì có rất nhiều anh em ở bên Mỹ họ đọc cái bài của tôi và họ bị Covid mà bệnh viện không có chỗ nằm, cả gia đình 7 8 người. Cái này là cái người em của cô Thanh Hà ở Melbourne đó, cổ nhắn tin cho tôi mới biết. Thì cổ đọc bài của tôi, cái cổ nhắn của bên Mỹ, cô yêu cầu coi như cung cấp liền canh dưỡng sinh tới người em cổ ở Texas, thì cổ như gửi qua người em áp dụng theo tôi là cả gia đình khỏi bệnh, ai áp dụng cũng vậy. Rồi có mới đây nhất là có người ở bên Canada họ chích ngừa COVID-19 quý vị, họ bị sốt, bị hành hạ không chịu nổi, họ uống canh dưỡng sinh vô là hết liền. Họ viết cái bài qua họ gửi cho tôi, thì tôi cũng có gửi cái đoạn văn đó cho anh Hầu. Thì quý vị thấy đó là thực dưỡng của mình rất là dễ dàng, mà canh dưỡng sinh mình làm cái chìa khóa rất là lớn để đối ứng với những con vi trùng độc hại, những cái loại nấm độc hại, hay là những con virus độc hại.
Và mình thành công trong quá khứ đó là kể cả HIV nè, tức là bệnh SIDA đó, là giai đoạn 4 mà 4 cộng đó, mà chờ chết đó, mà uống canh nhân sinh là khỏi bệnh sống luôn tới bây giờ, mà người ta không tin thì thôi. Rồi có rất nhiều người khác viêm gan A, B, C, D ở trong máu mình, ở trong gan mình cũng hết. Rồi như cô Hân Cần Thơ thì cổ dậy đáp cái bệnh mà nhiễm đậu mùa trái rạ của cổ là hết liền. Rất nhiều người như vậy quý vị, rồi nó chữa tất cả những bệnh sốt tê liệt, sốt xuất huyết, cúm gà, cúm heo, cúm bò. Cái vấn đề còn lại là có trải nghiệm hay không, vì không trải nghiệm không thể tin được tại sao nó dễ như vậy. Mà muốn biết á, thì chúng tôi có gửi cái bài mà axit và kiềm mà giải thích của Thiên Ngân á, cũng rất là hay. Nhưng mà cái khó là khi cái não trạng của mình bị xơ cứng á, tức là mình đã được nhồi sọ một cái vấn đề về Tây y từ nhỏ tới lớn á, mình tin nó rồi thì rất khó để mà mình gieo mầm cho người ta một cái sự thật. Rất khó quý vị, rất khó. Tại vì kinh nghiệm của tôi là 98% cho tới 99% người ta không có tin. Giống như kỳ trước tôi có kể quý vị nghe, mấy cái người hoại tử chờ chết đó, về Sài Gòn gặp anh Tài hướng dẫn uống canh dưỡng sinh, ăn theo thực dưỡng là họ hết hoại tử. Rồi họ tin quá họ làm theo thực dưỡng mình hết tiểu đường luôn, tiểu đường mà hoại tử là chờ chết đó, và hết tiểu đường luôn. Rồi họ trở về Mỹ, về Úc đây, họ nói cho những người quen quen nghe, những người nói thằng cha này khùng rồi, tại vì tiểu đường ai cũng chết hết mà làm sao mà hết được, mà hoại tử thì sao còn sống, tại vì họ không bao giờ trải nghiệm, không bao giờ nhìn thấy. Thành ra quý vị là những người thực dưỡng thì cái quan trọng hết là mình trải nghiệm và mình chia sẻ một cách chân tình những cái gì mình biết cho mọi người xung quanh. Nhưng mà nếu họ dứt khoát do cái quan niệm sai lầm cũ họ, do cái thành kiến của họ, do cái lý trí sơ cứng của họ thì mình chịu thua, tại vì mình coi như là họ không có duyên đến với thực dưỡng thì phải chịu thôi. Thì ngoài ra đó thì cái vấn đề còn lại vẫn là người ta không hiểu rằng thực dưỡng là cái chìa khóa giải đáp mọi nan đề của cuộc sống. Họ không biết cái chuyện đó. Vì cái đơn giản nhất á, khi quý vị cơ thể tốt nhất thì cái trí não mình nó sáng suốt nhất. Thì khi trí não mình sáng suốt nhất á, thì mình sẽ hành động đúng nhất, mình suy đoán đúng nhất trong cái tình trạng của cơ thể mình. Và hơn bao giờ hết á, và những cái điều tôi nói là cũng gần như là quyền bí mà ít ai tin được á, mà trải nghiệm mới tin đó, là gần như là những cái tai họa, những cái bệnh tật, những cái tai nạn nó tránh mình, quý vị, mình tránh nó không được, nó tránh mình vì cái cơ thể của mình nó tốt như vậy đó, cho nên cái sổ trời chưa có vũ sổ, cho nên thiên cơ nhìn thấy là mình đi cái đường đó, mình dính cái tai nạn thì tự động khiến mình đi cái đường khác à. Và nhiều cái chuyện lạ lùng lắm quý vị, không có tưởng tượng được, mà những người nào mà theo thực dưỡng lâu năm á, họ ít nhiều đều có những cái trải nghiệm này. Và khi có dịp khác thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái trải nghiệm của chính tôi liên quan tới những cái quyền bí mà thực dưỡng nó mang tới quý vị. Không hiểu được, nhưng mà khi hiểu rồi mình mới thấy là nó lạ lùng lắm. Dĩ nhiên là khi mình theo thực dưỡng thì mình đâu có tốn tiền đi nuôi bác sĩ hay nuôi bệnh viện đâu, cho nên tiền mình làm ra mình tích trữ được, và nó cho mình sự khôn ngoan thì mình biết cách đầu tư để nó sanh lợi, rồi mình dùng đúng đắn, tại vì thực dưỡng mình đâu có xa hoa phù phiếm, cho nên mình đâu có tốn kém nhiều, và mình tích lũy tài sản và mình làm những việc hữu ích cho người khác, những cái gì mà cần. Cá nhân tôi thì tôi tích lũy là tôi đổ hết vô cho thực dưỡng. Những người nào làm thực dưỡng, những người nào mà có cái tiềm năng thực dưỡng là tôi không có ngại để mà phổ biến. Thì dĩ nhiên mình làm thì làm hết sức mình thôi, còn cái kết quả thì mình phó cho trời, chứ làm sao mình biết được cái kết quả mà mình đã hết lòng mình làm. Thì quý vị nhìn thấy Việt Nam đó, thực dưỡng 40 nhóm trong cái clip của bà Lan Hạnh mà nói rất rõ đó, mà 39 nhóm kia đó là họ mưu cầu tiền bạc, nhưng mà mở miệng ra là họ chửi chúng tôi rất là nặng. Nhưng mà thực sự đó thì kệ họ, họ muốn làm gì họ làm, mình làm điều tốt thì mình cứ làm tới thôi. Thì trong cái nhóm tôi với anh Tài là hồi đó tới giờ là người ta bị 39 nhóm kia là nó tìm mọi cách, nó nói xấu đủ điều, nhưng mà không sao hết quý vị, mình làm đúng mình đâu có sợ gì đâu. Và cái con đường của mình đi ấy, chính là cái con đường làm sao mà mình đừng làm con giả tràng, như tôi nói nhiều lần á, làm sao mình sống mà mình đạt được cái ước mơ của mình, đạt được cái hiệu quả sau cùng trong đời sống của mình. Mình đừng có bị những cái tai họa, mà tai họa lớn nhất là bệnh tật, tai họa kế tiếp là những cái người xung quanh mình, rồi những chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó có thể xảy ra, những cái tai nạn mà mình theo được dưỡng mà đúng đắn rồi quý vị, cơ thể mình tốt rồi là nó giúp mình vượt qua hết.
Và đó chính là cái con đường đúng nhất mà cái câu lạc bộ mình đang hướng tới. Rồi nếu anh em không có câu hỏi nào kế tiếp thì mình Dạ, sẽ Minh Hương ơi, có một cái câu hỏi của anh Khánh á, anh hỏi về dạ giấc mơ á. Dạ, anh dạ hỏi cần giải đáp giùm ạ. thì cái hạt mơ này cũng có cái anh này, không biết có phải tên Khánh hay không, thì anh có viết cái thơ qua cho tôi thì tôi có giải đáp rất là rõ đó. Thì cái cách dùng là đầu tiên mình dùng một hạt, kế tiếp là hai hạt, tức là một hạt nhai nhuyễn ha, rồi cho cái cơ thể mình xem cái phản ứng nó, với lại cho nó quen nữa, rồi tới hai hạt, rồi tốt nhất là một ngày 3 lần là một hạt nha. Mà nếu nó tốt rồi đó thì ngày hôm sau mình tăng lên 2 hạt coi nó tốt không, rồi mình tăng nữa, mình tăng tối đa theo cái hướng dẫn của những người mà họ đã sáng chế và phổ biến phương pháp này đó, thì trung bình là 10 hạt. Nhưng mà để ý hạt lớn hạt nhỏ, hạt nhỏ có thể nhiều hơn, hạt lớn có thể 10 hạt. Nhưng mà cái người ở Melbourne mà tôi giúp á, thì cái người này họ áp dụng tới 15 hạt, tức là cộng lại là 45 hạt một ngày, còn 10 hạt là 30 hạt một ngày. Đó thì cái hạt mơ đó thì đặc điểm của nó là quý vị thấy nha, người Hoa chúng tôi, gia đình tôi cái gốc gác người Hoa có cái món ăn nó rất là lạ, nó gọi là xương sáo, mà xương sáo trắng nha, nó giống như sữa, giống như xương sáo của mình mà màu trắng. Thì cái trong đó họ có để cái hạt mơ này, cái nước hạt mơ này, thành ra chúng từ từ nhỏ chúng tôi ăn cái mùi nó quen rồi, và chính đó là những thức ăn truyền thống mà làm cho họ ít bệnh. À, thành ra khi mà tôi ăn rất là dễ dàng, mà có những người họ ăn họ cảm thấy có cái mùi rệp nhưng nó đắng. À, nhưng mà tôi rất là mê cái mùi đó, tại hồi nhỏ trong gia đình tôi là ba má tôi cho hay cho ăn cái xương sáo trắng đó đó, sao sao gom cái xương sáo trắng rất là ngon. Thì cái hạt mơ đó thì theo cái tài liệu mà chúng tôi đọc được đó, thì cái tốt nhất cho sức khỏe là vì nó trong 24 giờ một ngày, cái môi trường sống của con người lúc nào cái cơ thể mình nó cũng bị tạo ra cái tế bào ung thư đó quý vị, là do cái cơ thể mình những cái tế bào nó bị ngột ngạt, nó đột biến đó, nó tạo ra tế bào ung thư. Nhưng mà cái này nó giết tế bào ung thư tức thì, nó là hóa trị có điều kiện. Ở trong cái tài liệu này ghi rất rõ nè, là mỗi một cái phân tử B17 của cái hạt mơ đó nó chứa một đơn vị hydrogen cyanide, là cái chất cực độc á, là những điệp viên hay dùng để mà tự tử đó quý vị, rồi một đơn vị benzaldehyde là một chất cực độc khác, và hai đơn vị glucose, tức là nó bốn đơn vị nó tạo nên phân tử nó quá chặt với nhau. Nhưng mà nó khi mà nó gặp tế bào ung thư á thì nó mở khóa, là vì chỉ có tế bào ung thư nó mới có cái enzyme tên là beta glucosidase, là cái đó nó nằm ở trong tế bào ung thư. Mà khi tế bào ung thư nó có cái enzyme này thì nó mở khóa của cái phân tử này, thì khi mở khóa thì hai cái chất độc này nó tác động với nhau thì nó tăng độc tố lên 100 lần, nó giết sạch tế bào ung thư. Và ngược lại đó, khi nó hiện lên, nó đi chỗ khác, à nó lại có một cái đi chỗ khác, tức là nó gặp những cái tế bào lành mạnh đó, thì cái tế bào lành mạnh nó lại có cái enzyme tốt, nó tên là rhodanine. Thì cái enzyme này nó làm cho những cái chất độc này nè, cyanide với benzaldehyde này, nó tách nhỏ hoàn toàn và nó trở thành một cái chất vô hại, nó tên là theocyanate, là đồng thời nó tạo ra một chất giảm đau là salicylate. Thì như vậy đó, cái người Hanja da đó là cái nhóm người mà cả thế giới này đã đưa hàng ngàn phái đoàn y tế tới để mà tầm soát ung thư, không có tìm thấy một cái dấu vết ung thư gì hết. Cái lý do là cái người này họ có cái thói quen ăn cái hạt này, cái hạt quả mơ này, cái loại quả mơ này nè. Và vì họ không dùng tiền nên gia đình nào mà có đất mà trồng được cái cây apricot đó, tức là cái quả mơ này đó, thì người ta xem như là cái người giàu có. Và những người này họ mới dùng những cái hạt này, họ trao đổi lại, dĩ nhiên họ ăn thịt quả mơ xong họ để dành cái hạt, họ ăn luôn hạt, họ ăn cái hạt này chút đỉnh mỗi ngày vậy đó. Thành ra họ không bao giờ bị bệnh tật gì hết. Thì rõ ràng đó là những cái bú là cái mà thường xuyên nó xảy ra, là do cái thức ăn độc hại, do không khí độc hại, do nước uống độc hại, thì mình không tránh khỏi quý vị. Cho nên tôi rất là khuyến khích quý vị, tôi gửi về rất nhiều cho anh Hầu và các anh em thực dưỡng khác á, quý vị dùng cái số lượng nhỏ, tức là mỗi ngày ăn và ba hạt chơi rất là tốt. Thì tôi có lấy cái ví dụ là chính cá nhân tôi á, là hồi tôi nhỏ xíu tôi có một cái bú lành ở dưới cái lưỡi á,
dưới cái lưỡi nó có cái hột bằng hột tiêu vậy đó, và bên hông tôi, bên cái tai bên phải tôi cũng có một cái hạt thịt dư mà nó lành nhỏ xíu, là nó bằng nhỏ nhỏ khoảng chừng hột tiêu vậy đó. Thì khi mà tôi phát hiện ra cái này hồi năm ngoái khi tôi về Việt Nam, tôi mua cái sách này rồi ở không tôi đọc á, thì tôi thấy cái lý thú nó nằm ở trong trang 248, thì về để tôi đi tìm, tìm rất là khó quý vị, mà sau này tìm được và hiện nay thì mua cũng dễ. Thì khi tôi tìm được tôi gửi về Việt Nam liền, thì ngay lúc đó tôi có thử nghiệm, thì tôi dùng một hạt trước rồi hai hạt rồi ba hạt, thì đâu một thời gian sau cái cục thịt dư dưới lưỡi nó tan mất tiêu quý vị. Cái cục thịt dư, cái hột này nó có từ hồi tôi 10 tuổi á, hồi tôi biết là 10 tuổi á, thì gia đình có đưa đi bác sĩ mà bác sĩ nói thôi nó không có hành gì hết, nó không có phát triển thì đừng có động tới nó. À, bên cái hạt bên lỗ tai tôi thì bây giờ nó còn khoảng dưới 10%. Thì như vậy rõ ràng là nó chỉ lựa những cái tế bào độc hại, những tế bào không cần thiết nó tấn công, nó giết sạch những cái tế bào đó cho mình. Thành ra tôi nghĩ đó là nó tốt cho sức khỏe của mình. Là tại sao? Tại cái sức khỏe của mình ngày hôm nay á, cái lâm nguy ngoài cái đột quỵ do ăn uống sai lầm, nó còn có cái lâm nguy của ung thư nữa. Tại vì phóng xạ thì đầy nè, tia tử ngoại thì đầy nè, rồi á, cái môi trường sống, rồi thức ăn thì quá nhiều chất độc. Thành ra ít nhiều mình đều bị ảnh hưởng, và ở Việt Nam là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cho nên cái hạt mơ nó trở thành cần thiết để mình duy trì một tế bào mạnh khỏe nhất. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ lần đầu tiên mà thử hai ba hạt của gì. Nó cơ thể mình chưa quen, thử một hạt thôi. Rồi á, có thể chiều chiều thêm một hạt nữa. Rồi làm sao trong ngày đó ba hạt trước. Rồi ngày thứ nhì có thể tăng lên 6 hạt. Và đối với người ung thư thì có thể tăng lên 10 hay 15 hạt. Nhưng cái người bình thường mình ăn chừng 3 4 hạt, 5 6 hạt ngày là đủ rồi. Là vì sao? Vì nó thừa sức, tại vì nó đâu có nhiều. Một cái tế bào ung thư mà nó phát triển á, mà nó tiếp tục nó tăng trưởng á, có khi nó cần 5-10 năm đó, nó mới thành khối u. Cho nên nếu mà quý vị dùng cái lượng nhỏ như vậy đó, thì tất cả những tế bào ung thư nào mà nó ẩn nấp hay là nó trá hình ở đâu trong cơ thể của mình á, nó sẽ bị giết sạch ha. Đây là quá trị có điều kiện, tức là nó giết con cái tế bào ung thư mà nó không giết tế bào lành. Cho nên đối với tôi đó là nên dùng, và dùng cái lượng nhỏ chứ không dùng cái lượng lớn như cái người chữa ung thư. Mình dùng 1-2 hạt và 3 hạt một ngày, 3-4 hạt là đủ rồi, đủ để cơ thể. Nhưng mà không quen thì cũng phải tập cho nó quen, và nhớ là 1 hạt lần đầu tiên, đừng bao giờ dùng 2 hay 3. Cơ thể mình chưa quen, có thể mình bị say sẩm, có thể mình bị phản ứng á quý vị, để chưa có quen, cho nên dùng 1 hạt mà thôi. Rồi khi nó quen rồi mới tăng 1 hạt nữa. Rồi quen rồi mới tăng hạt, tức là cái người không bệnh nên dùng chừng dài 3 hạt mỗi ngày, 4-5 hạt gì đó. Thì anh Hầu có quý vị, nếu quý vị dùng hết thì tôi gửi về thêm, không có sao hết. Cái này tôi gửi về rất nhiều người thực dưỡng khác nhau để giúp cho những người chữa ung thư nha. Thành ra quý vị đừng có ngại, nó tốt lắm. Tại vì người qua chúng tôi từ nhỏ là ăn cái này hoài à, trong thức ăn người qua có cái này, chúng tôi ăn từ nhỏ cho nên tôi mê nó lắm. Ăn cái mùi nó thơm lạ lùng. Dĩ nhiên quý vị không quen thì cái mùi khó chịu á, nó giống như cái mùi con rệp á, mà nó đắng đắng nữa. Nhưng mà chúng tôi quen thì chúng tôi lại rất là mê cái mùi này. Thành ra rất là tốt nha quý vị, nó không có hại gì hết. Và bằng cớ là tôi đã làm tan hết những cái bú lành mà nó nằm trong lưỡi tôi 60 năm nay, nằm dưới cái lưỡi tôi đó. À, vì mình ăn cái thực dưỡng cho nó không phát triển được, nó không thành ung thư, nhưng mà nó không tiêu, nó không có tan hết. Cơ thể mình bao nó lại cứng lại thành một cái cục tròn ở dưới lưỡi á. À, bên hông thì bên lỗ tai bên tay phải tôi, bên cái sát nách cái chỗ cái sọ mà cái dàn tai nó cũng nằm yên ở đó, nhưng mà bây giờ thì nó tiêu rồi, nó tiêu cái hột bên dàn tai, nó tiêu từ từ, còn cái hột dưới lưỡi nó tan mất hết. Mà ngoài cái hột chánh nha quý vị, ở dưới lưỡi tôi ngoài cái hột chánh là nó bằng những hạt tiêu á, thì nhỏ hơn á bằng nửa hạt tiêu ha, gốc 3 hạt tiêu là nó 5-7 hạt, 90 hạt tùm lum ở dưới lưỡi á. Bây giờ nó cũng tan hết rồi quý vị, nó tan hết trơn à. Thì rõ ràng là nó rất là có lợi cho mình và cho kể cả người thực dưỡng. À, nếu quý vị không còn câu hỏi nào khác thì mình hẹn lại thứ ba tuần sau nha quý vị. Dạ rồi, hết câu hỏi dạ, rồi chương trình. Dạ con cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn Hầu và tất cả các anh em đã theo dõi. Dạ, hẹn gặp lại. Dạ con cảm ơn, chào bác Hương ạ. Dạ. Chào mọi người ạ. Dạ.